Kính chào quý vị đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Văn phòng luật sư David Vương tọa lạc trên lầu 2 khu Hồng Kông 4, văn phòng chuyên lo về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm. Và đến với làn sóng bây giờ thì trước hết thì trở lại với làn sóng để chào luật sư David Vương. Dạ, chào Quốc Bình. Vâng. Hồi dạo này thì thấy anh có vẻ như là đi thẳng từ tòa về đây không anh, hay là có ghé về nhà ăn thường là canh chua các kho tổ hôm xưa trước khi đến? Lúc này hơi bận cho nên bữa nay cũng cãi cũng hết sức rồi. Wow. yếu người gọi là một ngày dài anh ha. Nhưng mà như vậy thì tòa anh là họ không phải làm việc hành chánh là từ 8 giờ 5 giờ đóng cửa không? Không, cái đó là mấy người thường thôi, còn tòa mà nếu mà họ cãi tới 8 9 giờ tối. Ồ vậy. Dạ. Yeah. Yeah. họ cứ tại hai bên họ... cứ đưa bằng chứng ra là cãi lại hoài vậy. Dạ, tại vì có nhiều lúc họ muốn xong trong cái ngày đó thì họ không có muốn bồi thẩm đoàn hoành lại. Yeah. Cho nên họ muốn xong cái ngày đó. Yeah. Hình như là cũng nghe nói bồi thẩm đoàn bây giờ ở Hescari của mình đã được tăng tiền lên đó anh, hồi xưa ít lắm, hình như nghe nói bây giờ tăng được nếu mình làm bồi thẩm đoàn mình được 40 đồng ngày thì phải đó. Cái đó thì David chưa nghe qua, nhưng mà thường David thấy hình như chỉ có 6 đồng bạc sao. nhưng mà có khi nào mà anh cãi xong anh nói là bây giờ là anh phải đền đại đi cho nó xong đi để cho tôi mọi người về. Đúng rồi, mấy cái người bồi thẩm đoàn hỏi tại sao phải cãi như vậy, tại sao không đi giải hòa. Nhưng mà họ không có biết là hai người luật sư đã đi giải hòa rồi mà giải hòa không xong. Đúng rồi. Thì mới đi cãi. Vâng, thì đó là một chút cái kinh nghiệm gọi là trên tòa. Nhưng mà bây giờ trở lại với chương trình thì anh có câu chuyện gì hoặc là chủ đề gì hôm nay? Có cái hồ sơ này của ở trong văn phòng, cái hồ sơ này cũng hơi lạ. Thì bây giờ nhà kế bên trái, ok, mình có căn nhà kế bên trái, ok. Lửa của nhà kế bên bắt qua nhà mình. Trái nhà mình. Ok. So bảo hiểm của nhà bên kia nói là không thường. Quốc Bình nghĩ như sao? Mình nghĩ là phải thường, tại vì nhà của anh cháy thì nó một cách nào đó là cũng nhà tôi cháy một phần là vì lý do của nhà anh nó cháy. Yeah. Thì phải chịu trách nhiệm chứ. Không. Hay không? Mắc cười không? Vậy được hả? Mắc cười không? Cái đó cái này là lạ, cái này là đối với luật sư Vương cũng chưa biết nữa. Phải giờ ngày hôm nay mới biết. Tại sao vậy? Là họ cãi mà họ thắng hả hay sao? Well, bây giờ mình nói ban đầu đi, bây giờ nhà cháy thì chuyện gì xảy ra? 911 xảy ra thì cứu hỏa tới. Thì cứu hỏa sẽ xịt nước. Đúng không? Thì cứu hỏa sẽ làm một cái cứu hỏa report, nó gọi là fire marshal đó, gọi là cháy, tại sao cháy. Bây giờ ở trong cái report của fire marshal đó, của cứu hỏa nói rằng là không biết tại sao cháy. Nó gọi là cái ignition, cái gì làm cháy. Nó không có figure out. Có thể tại sao cháy? Họ chưa không anh? Họ điều tra chắc không phải ra chứ. Không, nó vì... họ điều tra rồi. Bây giờ mình có cái miếng giấy rồi. Mình có cái miếng giấy rồi là nói rằng là tôi không biết tại sao cháy. Ok. Rồi. Thì sau khi xong hết rồi đó thì bảo hiểm của cái anh nhà kế bên ảnh phải gọi bảo hiểm của ảnh. Đúng rồi. Tại vì nhà cháy nghĩa là phải sửa nhà mình. Đúng rồi. Và phải thường đồ đạc bên trong. Thứ hai nữa là trái nhà của nấy bờ nữa. Đã không? Thì bây giờ bảo hiểm nó xuống nó không thường. Bây giờ thì bảo hiểm, trước khi bảo hiểm nó không thường á, thì nó, trước khi bảo hiểm nói là họ không thường đó, thì họ sẽ mướn cái người của họ xuống để coi thử coi nhà làm sao trái. Cái nhà này của khách là tại sao cháy. Thì cái ông làm cái report á, ông nói là ông cũng không biết luôn. Không điều tra ra là lý do tại sao cháy. Thì bảo hiểm không thường luôn. Là không thường cái nhà của mình hay không thường cái nhà bên cạnh bị cháy lây? Không thường cho ai hết á. Ủa vậy sao kỳ, mình mua bảo hiểm để cho khi mà có chuyện xảy ra vậy để mà họ thường mình mà. Bởi vì nó lạ cái chỗ đó. Bởi vì luật sư Vương không biết đó. Cái hồ sơ này cái hồ sơ đầu tiên mà bây giờ cãi với nhau đó, thì họ nói rằng là mày phải chứng minh là tại sao khách tao có lỗi. Chứng minh đi.
không? Thì ví dụ cái người bây giờ cái căn nhà A là cái bảo hiểm của căn nhà A đó nó đền cho cái anh A đó trước đi. Nó không thường nó không được luôn. Nó thường nhá. Sao kỳ vậy, là có nghĩa là nó cần có lý do thì nó mới thường hả? Nó phải cần cái ignition, cái gì bật lên chạy. Nhưng mà giờ cái đó mình đâu có tự mọc ra được, rồi mình nhờ depend vào cái ông sở cứu hỏa ông làm cái report đó. Bởi vì không ai biết hết á. Rồi không ai biết rồi thì coi như không đền. Dạ. Đã không? Sao kỳ ha, cái này cũng hơi lạ. Rồi hơi lạ. Thôi bây giờ đó, bây giờ David đại diện cho cái nhà B, thưa cái anh A này là nhà ông trái, bởi vì nhà ông trái rồi lan qua nhà tôi. Ừ đúng rồi. Thì bên luật sư bên kia nói là kề chứng minh cho tôi biết khách tôi làm cái gì sai. Tôi đâu biết đâu, tôi ngủ 3 giờ sáng gõ cửa cái nhà A, cái người A chạy ra gõ cửa khách của David. Get out. Rồi xong rồi, hai anh em đứng ở ngoài đường á, dòm hai cái nhà trái. Trời ơi. Câu chuyện cũng mà nó lạ có một cái á, là cái nhà khách của David á lại không có bảo hiểm. Sao kỳ. À nếu mà có bảo hiểm á thì bảo hiểm của anh khách của David sẽ trả, nhưng mà tại vì anh khách của David không có bảo hiểm. À tối thiểu anh B đó, theo cái lý thuyết này thì anh B tối thiểu anh có lý do. Nhà tôi cháy bởi vì là cái lửa thằng nhà bên cạnh. Đúng, là nó có biết lý do. Đó, nó biết tại sao, là tại vì nếu nhà mình cháy mà mình tự đốt nhà mình thì bảo hiểm của mình không trả cho mình. Thì đó là tự đúng đốt không? Rồi. Không. Nó phải biết là tại sao cháy. Thì bây giờ là nó, nhưng mà nó okay. Khác là mình tự đốt. Đúng. Tại sao cháy? Ok. Bảo hiểm trước khi bảo hiểm thường á là tại sao cháy. Mà bây giờ tìm không ra tại sao cháy thì gán chịu. Hay giờ mình go back lại mình nói, chắc là tại hôm qua tôi để bếp quên tắt. No. Bây giờ mình hỏi cái nhà nào? Cái nhà anh A bị cháy bắt đầu tiên đó. Dạ. Yeah. Thì bây giờ ví dụ như là giật sợ cứu hỏa không có nó, bây giờ mình mới ngồi lại mình nói, mình nhớ rồi, cái đêm hôm đó là mình để bếp chưa tắt cho nên chắc có lẽ là vì đó là ra. Quốc Bình nói rất hay, nhưng mà kẹt có một cái là cái anh A anh chết rồi. Ủa là chết trong cái trận hỏa hoạn đó hả? Không, anh bị cancer, anh chết rồi. À là cái vụ này là nó lạ vậy. Rồi bây giờ sao? Là luật sư Vương chưa được nói chuyện là tại sao nhà của ông trái ông này chết mẹ rồi. Ồ nói vậy là giống như bị đứt đầu đứt đuôi hết trơn. Đứt đầu đứt đuôi hết trơn rồi. Hả? Thì rồi bây giờ cái xác của cái nhà đó nó mất hết rồi. Nó còn chỉ có cái đất thôi. À có lẽ là cái vụ này giờ... nó xảy ra cách đây cũng phải năm hoặc trên rồi. Thì bây giờ đó cái thằng bảo hiểm nó khôn lắm, nó đập cái nhà mất luôn. Thì khách của David á là cũng giống như Quốc Bình á, thôi cái này tự tôi làm, tôi đâu cần mướn luật sư làm chi. Cho nên ổng cũng dẹp cái nhà của ổng luôn, rồi ổng phao bảo hiểm thôi. Mua cái nhà khác, ổng dựng cái nhà khác trong lúc để bảo hiểm bên A trả cho khách của David. Nhưng mà bảo hiểm bên A nó không, cuối cùng hết nó nói là investigate. Rồi nó ra cái chữ là no. Cẩn thận cái chữ investigate của bảo hiểm, mình nên tìm luật sư liền. Không mà nghĩ là thì cũng hơi bất công cho anh này. Giống như tự nhiên một căn nhà là cả một cái đầu tư của nhiều khi cả một đời của người ta mà giống như là mất luôn, không còn gì hết. Và David cũng không có tin Quốc Bình. David cũng giống như Quốc Bình, dạ ấy. Sau David mới vô dòm trong cái luật, David mới đánh research cái luật đó. Nó có cái đó hả? Nó có cái luật như vậy. Ồ vậy hả? Nó có cái lực là tại sao nhà bên A trái mà mình không có tìm ra cái bên A trái thuộc. Không mất mớ gì nhà tôi. Mình không nói chuyện được cái người mà chủ nhà mà bị đem phải, em đó. Mình thương người ta, mình phải chứng minh tại sao nhà bên kia trái. Mình không có thể nào mình nói được, mình phải chứng minh. Chắc thì mình nói là đêm hôm đó thì có cái thằng cái đó không phải vô câu vô đảng nào, nó bằng cái bom xăng vô hoặc là sao đó, cái đó cháy nhà. Cái đó không có đủ chứng minh. Cái chứng minh đủ là trước nhất là mình phải cần một cái ông expert, một cái ông chuyên môn. Thì ở đây là cái ông chuyên môn đầu tiên hết là cái ông cứu hỏa. Điều thứ hai nữa đó là cái thằng bảo hiểm bên kia nó mướn cái thằng fire specialist luôn. Nhưng mà Quốc Bình nghĩ đi, cái thằng đó nó mướn cho cái thằng bảo hiểm của bên kia mướn ông đó, thì ông đó ông sẽ bên này. Thì đúng thì rồi. Bây giờ thân chủ của David nhờ David, thì David muốn đem ra một cái người của David để coi cái nhà tại sao cháy, cái nhà mất tiêu. Thì cái nhà nó không còn gì để investigate tiếp nữa. Thì ý của David muốn nói là điều thứ nhất á, chúng ta nên tham khảo một người luật sư. Điều thứ hai, David xin lỗi cái này, chúng ta đừng có tin tưởng bảo hiểm. Trong trường hợp này thì thấy tại vì bảo hiểm họ tìm mọi cách để họ kéo dài cái hồ sơ, còn hay lật ngược lại họ nói họ không trả.
đến lúc đó là mình bắt đầu đi tìm hiểu thì nó cũng muộn rồi. Nó muộn rồi. Đó, cho nên cũng rất là có nhiều cái kinh nghiệm trong trường hợp điều này. Thứ ba nữa là bút bình dưới cái gì không? Điều gì? Phải mua bảo hiểm nhà mình. Không thì thường đa số nhà là có phải có bảo hiểm không? Bảy à, bảy à, bút bình bảy à. Bút bình bảy. Ví dụ mình còn trả tiền nhà băng là nhà băng nó đâu cho mình không có bảo hiểm. Bút bình bảy à. Vậy hả? Nhiều lúc mình không có tiền bút bình. Phải hiểu cái đó. Không giống như mua xe đó, mình còn nhà băng nó còn thu cái thay đồ của mình là nó còn bắt mình còn, mua. Nhưng mà David nói với Quốc Bình không có tiền, Quốc Bình làm cái gì? Phải hiểu cái đó. Là cũng không mua là cũng có option đó được rồi ha. Nó phải, mình không có tiền thì sao chứ? À. Có là cho dù là nhà băng nó có bắt nhưng mà mình không có tiền mình. Tại không vì ngày xưa đó David nói tại sao anh không mua bảo hiểm? Ừ. Mà cái anh kia mới nói là David, tôi không có tiền thì sao tôi mua bảo hiểm? Ừ. Thì nhiều khi đôi lúc thì cũng gọi là 600, 1000 gì đó một năm, 100 tháng. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc không có 100 thì cũng không mua được. Nhưng mà điều mình nhưng mà nếu mà như vậy thì Quốc Bình chắc là Quốc Bình không có. Nhưng mà luật sư Vương hồi lúc còn trẻ tuổi mà thành lập rồi đó, lái xe không có bảo hiểm. Lái xe một thời gian lâu lắm không có bảo hiểm. Thật ra là có một lúc nào đó có những người mà nhiều khi mình between job chẳng hạn gì đó, lúc mà không có job nó không có gì hết luôn á. Yeah. Không có cái bill nào để trả được hết. Nhưng mà nhưng mà có tiền đi quýnh bài casino á. Đúng vậy. Có tiền đi quýnh bài casino nhưng mà không có tiền mua bảo hiểm. Thật ra thì bởi vì công việc của bên này nó đi tất cả mọi thứ nó đều bill trên cái job anh. Không có job là không có cái bill nào trả được hết. Kính thưa quý vị thì thôi xin phép là cũng nhắc quý vị là nếu mà quý vị nào có những cái kinh nghiệm mà tương tự đó thì nhớ là tham khảo luật sư liền. Yeah. Cho dù là tai nạn xe cộ hoặc là tai nạn nhà cửa của mình á, để cho cái văn phòng luật sư mà bảo vệ cho mình á, họ thành lập một cái hồ sơ cho mình. Để mà lỡ mà sau này đó mình có cãi thắng hay cãi thua gì đó, tối thiểu mình có căn cứ đã. Yeah. Còn trong trường hợp này thì thật sự là đáng tiếc, cũng là chia buồn cùng cái người mà mất căn nhà mà không có bảo hiểm nó trả. Yeah. Nhưng mà thôi, xin phép quý vị cho chúng tôi chuyển sang phần 2 thì ngay như thường lệ thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vào để mà tham gia với làn sóng theo số phone trên màn hình là 713-429-4046, một số câu đố vui của luật sư David Vương. Thì bây giờ thì anh có câu đố vui này chưa? Ok, so David nói với Quốc Bình á, là hiện bây giờ là ông tổng thống của nước Mỹ là ông tên gì? Ừ, ai cũng biết rồi. Tên gì? Ông Barack Obama. Ok, Barack Obama. Ông là tổng thống số mấy? Ừ, cái này bắt đầu hơi khó đó. Tự nhiên đùng quá mình quên, 49, 50, 51 gì đó. Đúng rồi. Lúc nào David cũng nhớ 44, 47 đó. Đúng không? Lúc nào cũng nhớ là 44, 44 mấy đó. Thì ổng là ông 44. Là ổng là ông tổng thống số 44. À. Ok? Got it? Rồi. All right. So, câu đố của David nè. Một cái nữa đó là ngành của ổng là ngành gì? Ngành của ông là ngành gì trước khi ông làm ông không? Có học đa số mấy ông tổng thống mà nhớ là ông Bill Clinton đều là luật sư, nhớ ông này cũng luật sư nè. President Obama là ông là luật sư. Ừ. Ok. Và ông là luật sư số 44. Ừ. Ông tổng thống đầu tiên hết là ai cũng biết là George Washington. Ừ. Đúng không? So bây giờ mình có 44 ông rồi. Ừ. À, mà ông Obama này là ông tổng thống bởi vì luật sư. Câu đố của David là có bao nhiêu ông luật sư nằm ở trong cái 44 này? À, trong 44 ông tổ thống nó có bao nhiêu ông là luật sư? Yeah. Có những ông là không phải luật sư. Yeah. Đó. Hello. Yeah. Mời quý vị gọi lại ở số là 713-429-4046. Cái câu đố này là nếu mà cái vị nào mà có con em mà đang học Government 1, Government 2 ở trong trường học đại học bây giờ nó chắc chắn nhớ đó. Này thì khi mười mấy năm rồi hả? Yeah. Hello. Trả lại cho sách vở. Hello. Hello. Hello, chúng tôi nghe rồi, mời quý vị lên tiếng đi ạ. Dạ. Nếu mà quý vị mà không lên tiếng thì chúng tôi xin chuyển đường dây nha. Đổi. Dạ. Quý vị đang suy nghĩ. Dạ. Dạ. Hello. Hello, okay. Chào cô. Có 19 ông. Rồi, 19 ông. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Cô đợi nha. Quý vị cũng không cần thấy cứ đoán đại cũng được nữa mà. Đoán đại thì từ từ nó ra thôi. Từ từ sẽ ra. Hello. Hello. Rồi mời quý vị gọi lại. Cái này là hơi khó, này nó hơi đòi hỏi. Đòi không, hỏi không. Một là phải lật sách ra không, hoặc là không, gì không đó. Cần lật sách chứ gì. Còn nếu mà đoán là phải đoán đúng 4 lần. Luật sư Vương đố là luật sư Vương câu cá dính mấy con mà đó. Mà quý vị còn đoán được mà. Thì đó. Tổng thống thì có 44 con à trong cái giỏ à. Là thế nào nó cũng quý vị đi từ bất cứ số nào, từ số 1 số 44 đó. Yeah. Nhưng mà
hình như nhiều lắm đó quý vị, đa số mấy ông một tổng thống toàn là dân luật sư không á, toàn là học ở Harvard ra đó. Thì nó lạ có một cái là bữa nay không tức là bây giờ quý vị đoán con số nào mà nó cao cao trước đi, sau rồi đoán con số thấp thấp sau. Không nói mình không chỉ nó, mình còn giận. Mình còn 7 phút nữa mình không có chỉ Quốc Bình. Rồi bây giờ mời quý vị gọi vào ở số là 7134294046. Thì như là ông Clinton cũng là luật sư mà bà vợ cũng là luật sư luôn đúng không? Dạ. Có nhiều ông mà mình không biết. Giờ đỏ lét hết rồi. Đó, quý vị suy nghĩ xong rồi đó. Hello. Hello. Rồi, mời quý vị lên tiếng ạ, cho biết tên luôn ạ. Hello. Dạ, dạ mời cô. Dạ em tên Thanh. Rồi chị Thanh, chị đáng bao nhiêu ông là luật sư chị? Dạ 25. 25. Ok. Rồi cảm ơn chị cái nha. Cái con số nó nằm chính giữa 19 với 25. Ồ, vậy là quý vị đoán hay quá rồi. Thế nào cũng ra. Rồi, cảm ơn chị nha. Giờ mời quý vị cái đế cho đường dài. Thế nào quý vị ở giữa con số chúng? 19 với 25. Cái thời sau này thì nhiều luật sư, cái thời hồi xưa đó thì mấy ông nó ít là luật sư. Chưa chắc ạ. Chưa chắc ạ. Hello. Dạ, tôi đến 23. 23, chị tên gì chị? Rồi chị Liên, cảm ơn chị Liên. Rồi lúc nào cũng bị cái vụ này á, giờ rồi. Nó nằm giữa 23 với 25 á. Quý vị đoán vậy là tới rồi. Lucky, người rồi. Lucky là được. Bây giờ quý vị này là quý vị chắc chắn trúng rồi đó. Quý vị này là quý vị lucky rồi đây. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. 24. 24. Giờ hỏi cô Dung. Tại rồi, cô Dung phải không ạ? Cô Dung biết là 24. Cô là 24 á. Rồi, vậy chúc mừng cô luôn. Tại vì giữa 23 đến 25 chỉ có một số giữa thôi. Nhưng mà chúc mừng cô nha. Mấy chục tháng rồi bữa nay cô mới trúng. Ủa vậy cô nhớ cô trúng thường lắm mà. Không có mấy cô lúc này cô đánh xài không à? Vậy là thôi cũng là ăn mừng được rồi. Vậy cảm ơn cô Dung và cũng chúc mừng cô nha. Ở bên Việt Nam gọi qua hỏi luật sư Vương cô Dung sao không gọi về. Thì đó là trong 44 ông tổng thống là có 24 ông. Dạ. Sao nếu mà quý vị muốn con mình làm tổng thống thì cho nó học luật sư đi. Cơ hội cao lắm. Dạ. Yeah. Đúng rồi, đúng. Nhất là trong cái cục diện bây giờ đó, yeah. Hình như là cái vai trò của luật sư thích hợp nhất để mà làm tổng thống thay vì là anh cũng như là businessman. Dạ. Yeah. Yeah. Đúng không? cũng rất là đặc biệt. Yeah. Thời ngày xưa thì mấy ông tổng thống nhiều khi chỉ là người businessman thôi. Yeah. Chứ không nhất thiết là họ là luật sư. Yeah. Yeah. Okay. Vâng. Câu số 2 anh. Ok. Bây giờ mình đố một cái nữa đó là ông tổng thống nào, Quốc Bình không có nói nha, ông tổng thống nào là ông tổng thống trước khi Barack Obama. À rồi, coi như là cái nhiệm kỳ trước á, yeah. Nhiệm kỳ trước của ông Obama là ai? Là ai? Rồi. Yeah. Cái này dễ quý vị ơi. Không có đâu. Rồi bây giờ mời một số người đang chờ như vậy. Nói chỗ chú Washington đó. Hello. Rồi mời chú. Nói chỗ Washington đó. Trước là ông Bush. Ông chú nói là ông Bush. Thấy không? Yeah. Sai rồi. Phải đầy đủ chứ. Chú tức lắm. Chú tức lắm. Chưa được ạ. Rồi cảm ơn chú. Hello. Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng đi trước khi chúng tôi chuyển đường dây nếu quý vị không lên tiếng á. Dạ, một. Dạ, hello, rồi. Dạ, cho biết cái danh luôn à. Hello. Rồi, chị mời tên chị. Dạ, anh tên Thanh. Tên gì? George Bush. George Bush, sao nữa chị? Tôi đổi đài á. George Bush Jr. Chị tên gì chị? Jr. Rồi. George Bush Jr. Chị tên gì đó chị? Dạ anh tên Thanh. Thanh, ôi rồi. Ôi Thanh rồi phải, Thanh hả? 25 không Thanh? Dạ. Hôm nay gọi vô là 25 đó phải không? Hôm nay phải chị Thanh hôm nãy không ha? Hôm nay chị Thanh nói thì không có ồn như vậy nhưng mà chắc là Thanh khác đó anh. Thôi vậy, vậy mình cúp đi. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rồi. So ông Bill Clinton á, ông đánh dài. Ông Bill Clinton cũng ông Bush. Sau khi Bill Clinton là ông Bush đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mà Quốc Bình biết ông Bill Clinton ông famous về cái gì không? Cũng nhiều chuyện lắm nhưng mà có lẽ nhiều quý vị nhớ đến cô Lewinsky.
Nhiều chuyện tốt lành không ai nhớ, tôi nhớ chuyện đó. Ok, so bây giờ mình có cô Dung Chúng và mình có chị Thanh. Rồi. Rồi. Rồi, câu đố cuối cùng nha. Rồi. Câu đố này rất khó này nha. Ông tổng thống Abraham Lincoln á, là ông tổng thống số mấy? Abraham Lincoln, tổng thống thứ bao nhiêu của Hoa Kỳ? Cái này giống mình thi quốc tịch quá. quý vị nào mà đang đi thi học quốc tịch đó là vô mấy câu này là trúng á. Nhưng mà vậy, mời chú trước chú ơi. Dạ, hello. Ông Abraham Lincoln. Dạ. Thấy không? Thấy vậy rất khó. Quý vị học thi quốc tịch đã đời xong rồi trả lại chữ hết rồi. Không ai nhớ đó. Cô nhớ không cô? Ừ? Thì chọn đại số cũng được cô. Thì từ có một là ông thứ nhất, không phải ông thứ nhất mà cũng không phải là ông thứ 44 rồi đó. George Washington là số 1 phải không? Đúng rồi. Bắt đầu chú rồi. Đang hỏi, luật sư đang hỏi ông nào á? Abraham Lincoln đó cô. Ông Abraham Lincoln là số nhì. Số nhì. Số 2. Rồi cô Dung, rồi hello. Mời quý vị kế tiếp. Dạ. Hello. Chú Tâm mời chú. 42. 42. 42 hả chú? Ok, chú Tâm. Ông Barack á là 44 mà 42 á là ông Bush rồi. Yeah. Rồi là 40, rồi. 43 là ông Clinton. Wow, hiện là Bush. Mà 42 là chở người là 43. Ông Abraham Lincoln lúc đó là còn đi xe ngựa, ý đây mình muốn nói. Thời thoảng ngày xưa á chứ. Dạ. Yeah. Hello. Yeah. Này. Chào luật sư Phương với Quốc Bình. Rồi chào anh. Ông này, tổng thống nổi tiếng Abraham Lincoln Civil War là thứ 16. Civil War này. Này là anh nhớ à? Anh Google ra vậy anh? Cái này là nhớ. Oh yeah. Này là chắc là anh không thể nào bằng miss được ông Abraham Lincoln mà. Cái này cái anh. War, cái này anh. Cái đó là ai cũng phải biết luật sư Mỹ nè. Vậy à, vậy không ai biết luật sư Vương không biết. Nhiều người không đúng theo. Luật sư Vương 16 mà. 16 đúng rồi, nhưng mà cái biệt tưởng hồi đó đến giờ đó là ổng là số 5. Tại sao? Không. Tại vì ông Washington á, ổng là số 1 cho nên ổng one down là Bill. À. mình cũng nghĩ cái đó. Sao đây mình tưởng là ông Abraham Lincoln á là số 5. Tại vì ổng là số 5. Ổng là 5 đồng. Không mà cũng phải nghĩ đến là có bao nhiêu quý vị mai mốt đố rồi được. Được á. Đồng nào có ông tổ đốc nào. À đây đây cái đó. Ông có thể dễ không quý vị mở bóp đó. Nói ngoài lại chút là đa số người Việt Nam mình vốt Đảng Cộng Hòa mà ông Abraham Lincoln là cha đẻ của Đảng Cộng Hòa là đó là lý do tại sao mình cần phải nhớ thêm một cái phát nhận. Rồi. Rồi vậy là good. Cảm ơn anh Phong. Vậy là lần tới mà đố lại câu này chắc chắn quý vị nhớ đó. Rồi. Như vậy là mình cũng vừa hết giờ đó. Đây, David có một người thân chủ, David dạy ổng đi thi quốc tịch Mỹ. David hỏi ông tổng thống này tên gì? Là trong đầu ổng là Washington. cái gì cũng ra là Washington hết trơn. Nhưng mà lúc cái cơ hội cao anh, cơ hội đó là ông thứ nhất với ông cuối cùng chứ ít là hỏi ông giữa lắm. Yeah, đúng rồi. David mới nói với anh là anh phải đợi câu hỏi xong rồi anh mới trả lời. Nhưng mà mỗi lần không ra cái bữa đi thi cái hỏi ông tổng thống hình như bữa hồi kỳ đó là Bill Clinton. Ông hỏi ông Bill Clinton ông hỏi ông Bill Clinton là gì đó, cái ông nói ông Washington luôn. Ông này chưa nói xong nó nói Washington. cái người chấm điểm cho ổng đậu luôn, cười quá trời cười. Tôi đã thủ câu hỏi của tôi, không phải là tôi trả lời sai, tại anh hỏi không hỏi đúng mà câu trả lời của tôi. Ở cái lúc mà David lái về nhà đó, David hỏi tại sao mà David đã nhắc anh rồi, anh phải đợi câu hỏi mà tại sao tối ngày anh cứ nói Washington không vậy? Nó anh David, tôi chỉ biết ổng thôi, tôi không biết người nào nữa đâu. còn đó là không biết ai hết. Tôi chỉ biết ông một Washington luôn. Vâng, cũng cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng là quý vị cũng vui, nhưng mà chúc mừng cô Dung, chị Thanh và anh Phong với cái phần thưởng là 20 Mỹ Kim gọi Việt Nam tại Mỹ về service cho The World Class Golf Business. Bây giờ thì chương trình chúng tôi cũng đã hết giờ và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm, mời quý vị ghé phòng luật sư David Vương trên lầu 2 khu 104 hoặc là gọi điện thoại theo số trên màn hình để lấy một cuộc hẹn. Bây giờ thì xin chia tay quý vị và chào tạm biệt với luật sư David Vương. Yeah, good night.